từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, đất và người Tây Nguyên luôn luôn hấp dẫn các nhà nghiên cứu, bao gồm các học giả trong và ngoài nước. Đã có không ít những công trình nghiên cứu có giá trị về các tộc người bản địa Tây Nguyên như Ede, Gerai, Bana, Mân Nông, Mạ, v.v. Tuy nhiên, Tây Nguyên là một vùng đất vô tận, không chỉ ở tài nguyên mà còn là kho tàng văn hóa vô giá. Và do vậy, những nghiên cứu về Tây Nguyên vẫn đã và đang trên hành trình khám phá. Cuốn sách Nghi lễ đời người Gerai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai của Nguyễn Xuân Phước chính là một đóng góp trên hành trình đó. Sách được Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc phát hành năm 2006, có độ dày 191 trang trên khổ giấy 20cm. Nói đến Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, người ta thường hay nói đến những đại ngàn hùng vĩ trên đất Ba Gian, quê hương của những giai điệu đàn đá, cồng chiêng, sử thi, những tín ngưỡng dân gian. Tây Nguyên không chỉ giàu về tài nguyên mà hơn thế nữa còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Nếu có dịp đến Gia Lai, các bạn sẽ được tắm mình trong một không gian văn hóa với những ngôi nhà sàn, những mái nhà rông như những cánh buồm no gió, những buôn làng và hơn nữa, chúng ta có điều kiện gặp gỡ với những chủ nhân của nền văn hóa đặc sắc và độc đáo đó. Cuốn sách Nghi lễ đời người Gia Lai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sẽ giúp bạn đọc thấy rõ hơn về nền văn hóa đặc biệt này. Với 3 chương sách, tác giả đã đưa người đọc đến những nẻo đường của buôn làng, hòa mình vào không gian văn hóa của người Gia Lai, được tìm hiểu, khám phá về cuộc sống của họ từ lúc sinh ra với rừng đến khi trở lại vĩnh viễn với rừng. Bởi vì đối với cư dân ở đây, rừng là văn hóa, rừng là tất cả. Trong cuốn sách này, tác giả đã miêu tả khá thành công toàn bộ hệ thống các nghi lễ trong chu kỳ đời người. Thông qua đó, bạn đọc có thể bước đầu nhận diện về nếp sống tộc người, một số biểu hiện trong phong tục tập quán, mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, con người với núi rừng Tây Nguyên. Điều đáng nói ở đây là khi trình bày về hệ thống nghi lễ, tác giả luôn đặt nó trong sự tồn tại sống động của tộc người, đồng thời luôn luôn nhận diện văn hóa tộc người trong sự phát triển của xã hội. Bạn đọc có thể nhận thấy một số nghi lễ được trình bày trong cuốn sách Nghi lễ đời người Gia Lai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai không hoàn toàn thích hợp trong cuộc sống hiện nay. Nhưng dưới góc độ khoa học, chính những mô tả này lại giúp chúng ta tiếp cận bức tranh văn hóa tộc người một cách toàn diện, từ truyền thống đến hiện tại. Trên cơ sở những nghiên cứu về hệ thống các nghi lễ, tác giả đã nêu được gợi mở những bước đầu về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Nghi lễ đời người gồm có 3 giai đoạn quan trọng: sinh, trưởng thành và tử. Mỗi thời kỳ có 3 giai đoạn tách biệt với thời kỳ trước, bước đầu hội nhập và hội nhập vào thời kỳ tiếp theo. Toàn bộ hoạt động con người là sản sinh ra văn hóa, cho nên các nghi lễ chủ yếu trong đời người là một trong những biểu hiện sâu đậm về bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đời sống tâm linh, tâm lý và phong tục tập quán. Sách khái quát về người Gia Lai ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai với tộc danh và lịch sử tộc người, nêu rõ dân số, địa bàn phân bố của người Gia Lai ở Gia Lai và người Gia Lai ở huyện Đức Cơ, những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và nghi lễ đời người trong giai đoạn trưởng thành, những quan niệm về sinh đẻ, nghi lễ trong thời kỳ người phụ nữ mang thai, thời kỳ sinh đẻ và các nghi lễ ở tuổi vị thành niên. Một số nghi thức đặc biệt ở giai đoạn trưởng thành như nghi lễ cà răng, nghi lễ cầu sức khỏe cho người đến tuổi trưởng thành, nghi thức lễ cưới truyền thống, trong đó còn có nghi lễ hiếu nghĩa và cầu an. Tộc người Gia Lai luôn coi trọng các nghi lễ tang ma trước và sau khi chôn cất. Lễ bỏ mả cũng là một văn hóa truyền thống phổ biến và đặc trưng của họ. Sách cũng đề cập đến việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa trong nghi lễ đời người Gia Lai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tác giả nêu bật được giá trị quan trọng giữa người với người trong cộng đồng, con người với môi trường tự nhiên, giá trị trong nghệ thuật, tín ngưỡng. Sách cũng đề cập đến việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa trong nghi lễ đời người Gia Lai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tác giả nêu bật được giá trị quan trọng giữa người với người trong cộng đồng, con người với môi trường tự nhiên, giá trị trong nghệ thuật, tín ngưỡng, một số giá trị quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, những sử liệu nghiên cứu lịch sử tự nhiên và quan hệ giữa tộc người. Sự thay đổi về hoàn cảnh kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến nghi lễ đời người trong đời sống văn hóa hiện nay, thực trạng và một số giải pháp bảo tồn và phát huy nghi lễ đời người Gia Lai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Nghi lễ đời người Gia-rai huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai phản ánh tư duy, quan niệm của người Gia-rai về nhân sinh quan và thế giới quan, về cuộc sống thực tại, quan hệ giữa cộng đồng và gia đình, dòng tộc và thế giới siêu nhiên với các vị thần rất đỗi gần gũi, hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của họ. Thế giới ấy là thế giới trường tồn mà khi con người mất đi sẽ tiễn biệt phần hồn về miền vĩnh cửu và cuộc sống như cuộc sống trần thế. Nên chúng là những hiện tượng văn hóa luôn được các thế hệ đi trước thực hiện và trao quyền cho các thế hệ sau. Những nghi lễ ấy thể hiện rõ người Gia-rai thờ cúng các vị thần sông suối, thần rừng và tổ tiên của họ, và bằng cách đó họ đã giáo dục ý thức gắn bó chặt chẽ với nhau trong cộng đồng. Nghi lễ đời người Gia-rai huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cung cấp tư liệu nghiên cứu để đánh giá và có cái nhìn hoàn chỉnh về văn hóa của người Gia-rai, giúp người đọc hiểu một cách tương đối đầy đủ về vùng đất, con người Gia-rai đã và đang sinh sống, kế thừa và phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực trong nghi lễ đời người Gia-rai, làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Sách là công trình nghiên cứu đặc biệt, đóng góp mới trên hành trình khám phá Gia Lai nói riêng và văn hóa các tộc người bản địa Tây Nguyên nói chung. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả những điều bổ ích và lý thú. Sách hiện phục vụ tại Thư viện tỉnh Gia Lai, xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.